Lỗ vốn thất bại bị gió suy thổi làm cho mê hoặc. 7. Dự. Dự là được tiếng khen, được mọi người khen ngợi có tài cán, có học vấn thì vui mừng. Đó là bị gió được làm lay động. 8. Hủy. Hủy là bị phỉ báng, vô duyên vô cớ bị người phỉ báng phá hoại đi thanh danh của mình. Lúc đó trong tâm rất buồn rầu bất mãn, đó là bị gió hủy thổi làm cho dao động. 8 gió này làm cho con người hồ đồ, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc rõ ràng. Nhưng Bồ Tát chẳng bị 8 gió này thổi động nên có thứ có thể xả thành tịnh này. Hôm nay giảng về xả thành tịnh khiến cho tôi có cảm xúc. Người học Phật pháp vẫn xả chẳng được thanh tịnh. Dục niệm trong tâm đã hết chưa? Vấn đề này chúng ta người tu đạo phải làm cho rõ ràng, phải minh bạch, bằng không thủy chung sẽ không có sự thành tựu. 4. Xả thanh tịnh đối với pháp khí. Chúng sinh trở thành cơ thành thục mà đi giáo hóa họ, độ thoát họ, trở thành pháp khí. Thiệu Long Tam Bảo, đối với chúng sinh chẳng phải pháp khí, cũng chẳng sinh hiền ghét họ, vẫn giáo hóa họ. 5. Xả thanh tịnh chẳng cầu pháp nhị thừa, bậc hữu học và vô học, chỉ học tập pháp đại thừa. 6. Xả thanh tịnh, tâm thường xa lìa tất cả dục lạc. Vì dục lạc là thuận pháp phiền não mà sinh ra, cho nên phải đoạn tuyệt quan hệ xa lìa khỏi nó. 7. Xả thanh tịnh chẳng khen ngợi thanh văn và duyên giác nhị thừa. Nhị thừa nhàm chán sinh tử, coi sinh tử là oan gia, cho nên lìa khỏi sinh tử. Người nhị thừa là độ mình chẳng độ người, độc thiện kỳ thân, chỉ lo cho mình thôi, chẳng có tư tưởng kiềm thiện thiên hạ, lo cho thiên hạ nên làm tự liễu hán. Do đó có câu mà hà tát bất quản tha, a di đà các cố các. Mình tự lo cho mình, chẳng mang đến người khác, chẳng giáo hóa người chúng sinh. Tác phòng của Bồ Tát thì ngược lại, chuyên môn lo việc nhàn. Nghe tiếng kêu cứu thì bất cứ xa gần, lập tức hóa thân đến trước họ, cứu họ ra khỏi khổ nạn mà chẳng cầu báo đáp. 8. Xả thanh tịnh để khỏi tất cả lời lẽ thế gian. Lời lẽ chẳng phải niết bàn thì chẳng nói. Lời lẽ niết bàn là gì? Tức là lời lẽ chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Lời lẽ chẳng phải lìa dục thì chẳng nói. Thế nào là lời lẽ lìa dục? Tức là chẳng nói lời nhiễm ô. Phàm là lời khiến cho người nghe sinh ra phi phi tưởng, tăng thêm dục niệm thì tuyệt đối chẳng nói. Lời lẽ chẳng thuận lý thì chẳng nói. Tức là lời lẽ chẳng hợp với tình lý thì tuyệt đối chẳng nói. Lời lẽ não loạn người khác thì chẳng nói. Tức là lời lẽ khiến cho người sinh phiền não thì tuyệt đối không nói. Lời lẽ thành văn, nói về tiểu thừa